Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng chủ nhật, Hồng không có nấu cái gì hết, chỉ ăn lại đồ ngày hôm qua, ngồi trò chuyện, kể những chuyện vui gì đó cho mọi người nghe. Nhưng lại có một câu chuyện mà chưa bao giờ kể. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng sớm của ngày chủ nhật, nắng ấm đã lên rồi. Hôm qua đi đến nhà bạn chơi, về tới nhà là 12 giờ đêm luôn. Sáng nay thức dậy thì ăn món ăn mà hôm qua mình nấu, đó là gọi là xíu cảo với lại mì tôm mình để tủ đá đó, rồi cái khi mình cần lấy ra làm rất là đơn giản luôn. Còn nồi nước súp thì nấu với lại tôm khô, sườn với lại mực, củ cải vậy đó. Rồi cái mình có một cái nồi nước súp mình ăn không hết, mình cho vào tủ đá cứ lấy ra là có ăn rồi, cho nên sáng nay là mình không có nấu. Định đi xuống San Jose, quán mì Tây của Loan đó, mình thường hay nói đó, tại vì thèm ăn cái món gọi là mắm và rau, cho nên xuống dưới đó coi có không thì mình mua đem về nhà ăn, còn không có thì bữa khác cũng được. Quán của Loan thì cũng có rất là nhiều món, khi mình có tiệc tùng hay gì đó thì mình đặt, bạn mình cũng vậy đó, không có nấu cơm mỗi ngày, đặt món ăn tuần lễ vào chủ nhật, tuần lễ một lần đi lấy thức ăn 3-4 ngày. Còn mình đó thì ngày nào cũng nấu hết, lâu lâu thì Loan cũng cho những món ăn ngon đem về, cho nên mình cũng không có phải nấu. Hôm nay mình sẽ làm một cái món đặc biệt, đó là chảo tôm. Món chảo tôm thì cũng rất là dễ làm, không có khó đâu. Cái quan trọng là khi mình xay tôm cho thật là nhuyễn, rồi mình phải có như là mỡ heo mình bỏ vào để cho cái tôm nó không có bị gọi là khô đó. Còn nếu như mà mình không có dùng mỡ heo đó thì mình cũng có thể cho dầu vào, tuy nhiên nó sẽ không có ngon bằng, lâu lâu mình ăn một miếng chảo tôm có tí xíu mỡ thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng món nào mà mình làm mà mình có thể bỏ qua những cái thành phần nào mà mình không thích á thì mình bỏ thôi. Bây giờ mình làm một món ăn rồi đi ra khu vườn cho cô chú anh chị và các bạn xem thử coi những ngày qua mưa gió rồi bây giờ nắng ấm lên như thế nào. Khi mà đã nắng lên rồi á hả, bông hoa những cái rau củ quả mình trồng á nó lên rất là nhanh luôn. Cho nên hôm nay là một cái ngày mình sẽ ra khu vườn làm vườn cho những ngày kế tiếp. Đã làm xong một tô mì trong xả rất là nhanh, gọn và lẹ. Chú không đi San Jose không? Không biết nữa, tùy hảo tâm. Đi nó chờ nhà lại. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn mì với hai vợ chồng mình. Hôm nay ở ngoài trời nắng ấm, tuần này sẽ nắng ấm, cho nên mình sẽ ra khu vườn xem thử những cái củ mà mình trồng á, bầu bí mút su su á, nó lên như thế nào. Mấy bữa trời mưa á, nó lên yếu lắm, nhưng mà nắng là lên rất là nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên mình ngồi sát bên ông xã nè. Mấy bữa mình ngồi bên góc này, bây giờ ngồi về mình để cái phone đó mình quay dễ hơn cho chú ha, ngồi nói chuyện dễ hơn. Ngồi xa khó anh thấy mồ. Thì mình ngồi xa ra đi. Ok, anh với em cách nhau một đoạn đường ha. Nó ngồi sát nhau khó ăn, đâu có gì đâu khó. Mình lúc nào trong nhà cũng có hủ tiếu, mì, bỏ vào cái tủ đá, bánh canh nữa. Thích là lấy ra ăn thôi, tại vì cái này nè, mình mua về mình bỏ tủ đá, lấy ra nó không có bị nước. Rất là ngon luôn á. Hôm qua đi tới nhà bạn chơi, trời ơi cái khu nhà đó nó lớn. Mình vô mình nói trời ơi hai chồng mình cho cái nhà này chắc mình không ở được đâu, lớn quá. Đi cũng dám lạc lắm. Đi dám lạc. Không cần biết nó lớn hay nó nhỏ, vô một cái là trống rỗng luôn. Không có living room, dining room, nó chỉ là một phòng thôi, nhà bếp,
rồi như vậy mình là thích như vậy chứ mình không thích nhiều phòng. Nhà bếp lớn dễ sợ. Nhà bếp mà lớn thì có lớn luôn. Cái bàn cũng gần gần đó, coi gấp hai này hả? Không, một hơn rồi, không gấp hai rồi. Khoảng gần 1.5. Nói cho vui cô chú biết không? Vô cái phòng master bedroom á, mình nói vậy nè, trời ơi, để một cái giường rồi sao? Một cái giường thôi, cái phòng nó bự thiệt là bự luôn. Nhà tắm cũng vậy nữa, mà nói thật chứ nhiều khi á nhìn cái nhà mình nó sao mà nó bự quá làm sao cỡ. Cái phòng ngủ của nó đàng hoàng bằng cái phòng living room mình. Cái phòng ngủ nó chắc cũng cả ngàn square foot á. Đó, còn cái nhà bếp cũng vậy nữa, cũng chắc cả ngàn hơn á. Còn mấy cái phòng ngủ nhỏ xíu mà. Chứ mình nói mấy người họ xây nhà biết là sao phòng ngủ nhỏ vậy. Nó phải cũng phải vừa vừa để chừng khoảng full size bếp thôi nào, chứ king size không vừa đâu. Thường thường nhà nào cũng vậy, phải xây mấy cái phòng phụ là nhỏ, không có phòng là lớn đâu. Nhà cũ, nhà mới, nhà nào cũng vậy. Nhà cửa bây giờ ở view rồi mắc, mắc dễ sợ. Xây nhiều lắm, còn xây rất là nhiều. Ít nhất là một căn nhà đó, mình thấy để giá ít nhất đó là 890. Mà khi mà mình lấy cái nhà cầu cũng 900+ đó. Nhà bây giờ xây đâu có đất đâu. Ở dưới này nó có đất lên nhiều, mà tại sao nó không xây cái nhà lớn, nó còn những 4.000 square foot trở lên đâu. Đâu có nào là 4.000 đâu. Lý do, bây giờ nó xây một cái nhà 4.000 square foot, nó bán đó là 2.5 triệu đi. Thí dụ là mình nói về Gilroy mình, thay vì nó xây cái nhà như vậy thì nó có thể xây được 2 căn, thì nó bán giá cao hơn. Cái này nó xây những cái condo nó bán giá cao hơn, mỗi một căn condo là nó bán nhiêu? 900.000. Nếu mà nó xây cái đó một căn nhà thì nó bán chỉ chừng một căn thôi, mà này nó xây ra nó có thể bán 4 căn. Chứ trời ơi, tụi builder mà nó xây nhà kiểu đó mà không có đất nữa, mà không có bếp do luôn. Nhà gọi là nhà cắt chồng 3 tầng luôn. Chỗ nào còn đất thì còn xây nhà. Hồi xưa thành phố view rồi vắng lắm, không có ít người lắm, mà bây giờ đông thì còn đông luôn. Bạn ở nhà ở Los Gatos, hồi xưa bạn bắt đầu mua nhà như cũng 2-3 triệu đó, rồi cái bán, rồi cái mua nhà khác. Căn này là cái căn hy vọng là căn cuối cùng, nhưng mà bạn nói không phải cuối cùng đâu, để hôm nào già lớn tuổi rồi đó sẽ đổi cái nhà nhỏ lại. Chắc luôn cho người ở cho nổi cái nhà đó. Ừ, bây giờ thì khoảng 50 tuổi hả? Hai đứa 50 tuổi không? Năm mấy rồi chứ? 55 rồi chứ? Ừ. 55, 56 rồi đó. Ừ. Nó của anh năm... Nó của anh cậu cũng 60 rồi. Vậy hả? Nó nhỏ mới có 3 tuổi, nó cũng 60 rồi đó. Ừ. Của mình chơi nay cũng mấy chục năm rồi đó. Lúc mà mới quen nhau giống như mình quen ông xã mình vậy đó. Rồi cái đứa này lấy, cái đứa kia lấy vậy, mà tới bây giờ luôn là con cái nó lớn hết rồi. Đó, bây giờ đứa nào cũng nhìn lại thằng già, mà mỗi lần mà ngồi nói chuyện chơi vui lắm. Kể chuyện ngày xưa không à. Hôm qua đến chơi mà ngồi kể mà cười cười đau bụng luôn. Bây giờ tuổi mấy đứa đâu còn nhỏ nữa. Đứa nào lấy cũng 60 hết rồi. Đó, mà mình nói trời ơi, năm nay nó cũng 60 mà mua căn nhà đó không? Nó ở được bao nhiêu năm trời? Nó ở được 70 không? 10 năm không? Không biết nữa. Hai vợ chồng, hai đứa con, mà hai đứa con lớn rồi, đi ở riêng rồi, chỉ còn hai vợ chồng thôi. Nói đến cái chuyện mua nhà đó, là mình nè, mấy người bạn cũng vậy nữa, bắt đầu mua căn nhà là khoảng đâu là 200-mấy ngàn thôi. Đó, nhưng mà cái người bạn mình bây giờ mua cái nhà là 3.000.000 đó. Là từ cái nhà 200-mấy ngàn, rồi lên giá mới bán. Bán rồi lấy hết cái tiền đó qua một căn nhà khác, cái lên giá nữa, cái bán cái qua cái căn nhà khác nữa lên giá. Thì cái căn nhà cuối cùng của người bạn mình mua đó thì là cũng 2.000.000, rồi bây giờ bán là cũng 3.500.000 đó. Thì mới lấy cái cặp tiền bên nhà này nè chạy qua cái căn nhà ở đây, chứ làm gì mà có tiền vô là mua 3-4 triệu mua nhà đó. Theo mình biết đó ha, nếu là vợ chồng á thì mình lời 500.000, mình không có bị đóng thuế, mà độc thân á thì 250.000.
đó. Mình có nhiều người mình biết đó ha, họ nói vậy nè, cứ cái nhà mà lên 500 ngàn bán đi, qua cái nhà khác mua là 500 ngàn bán, cứ vậy mà người ta mới có tiền. Chứ nói cho mình cứ giữ hoài cái nhà mình ở 500 ngàn hoài, mai mốt nó đâu có lên giá nữa, thì là cái số tiền dù nó có lên bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng phải đóng thuế lại hết đó. Nhưng mà thật sự đó, hồi xưa mình cũng muốn như vậy, nhưng mà nhiều lúc mình muốn mà đâu phải là dễ đâu ha. Giống như bây giờ mình nói, ví dụ như nhà của mình đi, mình muốn mua căn nhà khác mà lỡ cái tiền mình lấy về nhiều hơn 500 ngàn thì mình phải trừ ra cái tiền agent nè, rồi trừ tiền này tiền kia, thì còn cái số tiền lại thì mình mới đóng thôi, đúng không? Mình nói thí dụ như vậy ha. Cho nên nói mà có tiền để mua nhà là phải nhảy, chứ còn ở một chỗ là không có nhảy được, là rốt cuộc là mình không có lời nhiều đâu. Bạn của mình đó, mấy đứa nó làm như vậy đó, mà đứa nào nó lấy bây giờ hả, nhiều tiền lắm. Nói đến bạn bè mình thì cũng có đứa này đứa kia, nó nghĩ cách khác. Có đứa thì nó mua nhiều căn nhà, nó invest rồi nó cho mướn, rồi bây giờ cũng có đứa hả bán hết luôn, bán hết không giữ cái gì, giữ một căn một để mình ở thôi, là hai vợ chồng cứ đi chơi đi hoài, mỗi tháng đi chỗ này chơi đi chỗ kia chơi vậy. Nó bây giờ mệt rồi, đủ rồi, con cái lớn rồi, còn hai vợ chồng mình sao chưa biết, chưa biết mình sẽ muốn cái gì. Bây giờ thì cũng sáu mấy rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời, đó là như vậy thôi. Thì bạn bè cũng hỏi mà hai đứa tính làm sao không biết, tính hoài không có ra. Tại tiền lời nó cao quá, tại tiền lời nó cao quá. Nếu mà nó không cao quá thì có thể mình sẽ đổi nhà được. Cái tiền nhà tiền lời của mình ở đây nào, có 1.99 thôi đó, 1.99 tại mình làm 15 năm. Chứ còn nếu không thì chỉ có hồi đó mình 30 năm thì cũng 2 mấy đó, bây giờ là 8, trời ơi, chả đâu có nổi. Thì chứ ha, bây giờ mua chả cho nổi. Bây giờ có tiền cũng mua nhà mắc, đâm thuế rất thì mua nổi. Thuế rất không 50-30 ngàn. Mua làm thế hả? Để 30 ngàn, ba mấy ngàn không phải 30 nữa. Ừ, 3 triệu là 30 ngàn rồi. Ủa, 3 triệu là 30 rồi, 31 ngàn rồi, 31-32 rồi. Đâu có, 1 năm 12 tháng, 3 triệu là 33 ngàn. 33, ít nhất là cũng phải là 35-36 ngàn. 1 năm 12 tháng. Anh em, property tax là tính năm cho ta, bao giờ tính tháng nào, 1 năm 12 tháng không có. Bạn mình đóng thuế á, 1 năm 30 ngàn. Thì đó thì 3.3 triệu thì chấp nhân cho 1.25 cũng 3.2 triệu. Trong khi mình đóng 1 năm là 12 ngàn đó, mà còn le lưỡi đó, chừng nói chi mà hơn cái đó nữa. Đâu phải chỉ có 12 ngàn tiền thuế đâu, tiền bảo hiểm nhà, tiền bảo hiểm xe, tiền cell phone. Ôi, ngồi mà làm ra một cái list, bữa nào mình làm thử có một tháng mình trả bao nhiêu tiền. Ông xã của mình qua bên kia rồi, bây giờ mình ngồi đây mình ăn bưởi. Cái bưởi này á, là cái bưởi, cái ruột nó màu hồng. Một trái đó là nó tính theo phao, 1.99 đồng một phao, thì cái trái này khoảng là 4 đồng. Còn cái bưởi kia đó, nó cái ở ngoài nó cũng vàng giống vậy nè, mà người ta để là bưởi trắng. Chỉ có 90 cent. Chỉ có 99 cent một trái mà thôi. Để kể chuyện con chó cho cô chú nghe, hai con chó mà mình muốn kể đó, con chó của mình rồi thêm một con chó của người bạn tối hôm qua đến nhà nó chơi. Nó mới nói với mình á, là cái con chó này nè, bây giờ nó phải đi vô trong phòng của hai vợ chồng nó ngủ chung. Bởi vì cái nhà cũ đó thì con chó nó ở quen rồi. Nó nhỏ xíu thì nó ra vô nó thấy ở vậy. Còn bây giờ qua cái nhà này nó mới hoàn toàn, cho nên nó không có thấy ai hết á, là nó cứ khóc, nó hú, rồi nó làm tùm lum tà la hết. Tối hai chồng vô trong phòng ngủ ở ngoài này hả, nó la nó hét, cho nên bắt buộc phải cho nó vô trong phòng nằm ở với một cái góc.
con vợ ngủ không được, con vợ phải dọn hết mền chiếu qua cái phòng khác ngủ. Đó, cô chú thấy không? Nuôi chó đó, cưng chó như vậy đó, mình nói thôi để cho nó vậy đi chứ làm biết mai mốt nó quen. Nó trời ơi, nó vấn đề là không ngủ được là không đi làm được, cho nên thôi cho nó vô. Rồi khoảng 5 giờ sáng á hả, là con chó nó tới cái giường nó khiều. Làm chi? Cho tao đi đái. Thằng này mê ngủ nó thôi, khỏi đái đi. Vậy á, con chó nha, nó là chạy lại cái gốc nó nằm xuống nó ngủ tiếp cho tới 7 giờ thằng này dậy cho đi đái, không có đái bậy. Tại vì nó bỏ tiền ra để cho người ta dạy con chó không có đi bậy trong nhà đó ha. Rồi cái này mới là quan trọng. Khi mà mua con chó đó, mới gọi ông xã mình nè, nói tao muốn mua con chó đó mày thấy gì sao, gửi hình cho ông xã nghe, gọi là French Bulldog, cái loại chó này mắc tiền lắm. Thì nó có con chó đực chứ chó cái mà mới xanh, có giấy tờ đàng hoàng. Cái ông xã nói chứ mua con cái đi, nó muốn mua con đực. Ông xã nói trời ơi con đực nó đái bậy lắm, chỗ nào nó cũng đái được hết đó, con cái nó đái á, thì nó phải kiếm chỗ đàng hoàng đó. Nó nghe lời ông xã mua con cái về, rồi mua con cái về ha, tưởng sao trời ơi nó banh chướng cái nhà của nó, chỗ nào nó cũng cạp hết đó, dài dép nó cạp hết, dài dép cạp, cái gì nó cũng cạp hết. Quảng hồn cho con chó đi học để người ta dạy cho con chó đừng có cắn tùm lum tà la, dạy cho con chó đi đái đi cầu ở ngoài đường đó. Rồi xong không nói gì hết. Rồi một ngày đẹp trời, con chó muốn nhảy lên cái ghế salon, nó nhảy lên được. Con chó nó lùn lắm, cái cẳng nó lùn tẹt gì nè, nó lùn tẹt ha, nghe nè, nó chỉ nhảy lên được chứ chỉ nhảy xuống gãy cái cẳng, đưa đi bác sĩ. Lúc đó hả, bác sĩ nói con chó bị gãy cẳng rồi, bây giờ phải mổ nó hay bó gì đó không cần biết, 15.000 đô. Nghe cái chữ 15 mình hết hồn luôn. Nhưng mà sao, rồi mình nói ủa vậy rồi sao, có làm không? Làm, phải làm thôi, tại vì con chó đâu có thể cho nó què như vậy được. Cho nên hai vợ chồng phải bỏ 15.000 để làm cho con chó đi được. Giờ con chó đi lại bình thường rồi, mà tại sao lúc đó không mua bảo hiểm? Đâu có giờ nghĩ là con chó bị như vậy đâu mua bảo hiểm. Con chó là mình phải có bảo hiểm nha, mỗi một tháng á là đóng cũng khoảng 100 đồng đó. Con gái mình cũng có chó, nuôi chó là phải có bảo hiểm, không là tiền bảo hiểm mắc lắm đó ha. Rồi kể chuyện con chó của con gái mình, hồi lâu rồi nó có mua một con chó, không biết con chó có tên gì quên mất tiêu rồi, là hai chồng nuôi con chó. Rồi đi làm đâu có lo con chó được đâu đó, sáng thì dậy sớm đưa cho con chó đi ra ngoài đi vệ sinh, rồi đưa con chó vô, rồi dốt con chó trong chuồng, chiều hai chồng làm về thả con chó ra, đưa con chó đi ra đường. Cứ như vậy đó, mình nói trời ơi nuôi chó là phải có nhà, ở apartment á nó đâu có chỗ đâu nó đi, mà đâu có dám bỏ nó ra đâu, lỡ nó có gì làm sao. Cứ là nhốt ở trong chuồng, Thảo mở ra, nhốt trong chuồng mở ra. Còn mình lâu lâu mình lên á thì mình để con chó nó lòng vòng nó chơi. Rồi một bữa đẹp trời, càng ngày con chó nó lớn tuổi. Cái loại chó này nó kỳ lắm, nó có cái bệnh đó, bệnh kêu bằng về cái gì đó mình cũng không biết nói làm sao nữa. Con loại chó là nó bị cái bệnh đó không à. Rồi á hả, bắt đầu nó bệnh cái bệnh, xong cái con gái mình đâu có lo được nữa, cái mình mới thôi để mình đi xe bớt lên, mỗi ngày mình lên trên đó mình lo cho con chó, dắt nó đi chỗ này kia. Mà nó dữ lắm, con chó này nó ở trong nhà biết nó dữ lắm. Mỗi lần mà dắt đi ra đường là mình phải ấy dây vừa kéo dữ lắm, sợ thấy người ta là nó phù phù đó, sợ lắm. Nói lại mình còn sợ đó. Con chó nó bệnh đưa đi bác sĩ hoài thôi, cái bác sĩ mới nói con chó này á nó bệnh nặng lắm, nhưng mà bây giờ nếu mà muốn biết nó bị bệnh gì đó là phải làm những cái test gì đó, mà mỗi cái test là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà bác sĩ cũng có nói rồi, dù có tìm hiểu ra con chó này thật sự nó có cái bệnh gì đó thì cũng không có cứu được nó đâu. Cho nên thôi, cứ chừng nào nó muốn đi đó, thì nó đi. Thì khi về nhà, cái con gái mình mới nói chứ con chó này đó, bác sĩ nói vậy, cái mình nói dần sao nó thì phải chịu thôi. Nhưng mà thấy con chó càng ngày đó cô chú, thấy nó yếu đi, nó giống, mình nói thiệt nha, bây giờ mình diễn tả cái con chó nó đó nhưng như thế này nè, cho nên không bao giờ mình nuôi chó nữa đâu. Đối với con người mình cũng vậy đó, khi mình khỏe mạnh đó thì sao mình biết rõ, mà khi đến cái tuổi già của mình rồi mình yếu ha, mình yếu rồi mình đi không nổi, rồi mình nằm đó, rồi mình phải để người này lo người kia lo, đúng không? Nhưng đối với những con chó ở Mỹ đó, khi mà đến cái tuổi nào mà người chủ biết rằng là nó sẽ như vậy thì người ta sẽ có một cái vấn đề người ta làm liền, đó là
chích thuốc để cho nó đi đó. Mình nói vậy cho dễ hiểu, chứ không phải không có giết nó nha. Mình nói cho rõ ràng, không có giết nó. Khi mà con chó này nó bị tới như vậy rồi đó, cô chú biết không, trời ơi, mình phải lo cho con chó này kia kia nọ. Cái con gái nó mong bây giờ con chó này nó không có được nữa rồi, nếu mà để nó vậy còn nghiệp lắm, thôi đưa nó đi cho nó ngủ. Trời ơi, mình khóc quá trời luôn. Mình nói không, tại sao nó cho nó ngủ, nó đang như vậy mà tại sao nó chích cho nó ngủ. Mà con gái mình cũng giải thích rồi, mom không có được đâu, tại vì nếu mà giữ nó là nó sẽ đi tiêu đi này kia, tại nó khi bằng nó bệnh nó nằm liệt rồi đó. Mình nói không, để mình lo cho nó. Cô chú có tin không hả? Tôi nghĩ mà mình phải lót rất là nhiều cái khăn đó nha. Rồi mình kêu nó nằm lên, thế nó nằm lên là cứ nó đi là mình bỏ, nó đi là mình cứ lấy cái đó mình bỏ. Mình thiếu nợ con chó đó, mình nói thật, mình thiếu, mình nói cho bây giờ mình thiếu nợ nó, mình trả nó hết rồi đó ha. Rồi hả, rồi cái rồi bắt đầu là nó không có lắc cái người nó được, mà con chó nó bự nha. Tin không, mình phải dắt, mình phải kéo con chó, mình nói nó, mình kêu nó nói nó ha. Rồi bây giờ đó, đi vô trong cái nhà tắm nha, ráng đi đi, ráng vô nhà tắm đi, nằm trong cái bồn tắm đi. Có cái gì đó thì mình còn lấy nước mình xối mấy cái cầu này kia của nó đó cô chú. Trời ơi, bây giờ mình nghĩ là mình còn đau lòng á. Nó nghe lời mình, nó nghe, nó ngồi dậy ha. Mình nó cứ đi lùm khùng, nó ráng nó đi vậy nè cô chú. Mình diễn tả cho mọi người nghe. Rồi mình cứ đi theo nó, cứ mình đẩy nó theo, nó đẩy nó ráng nó đi. Mà nó vô cái sinh đúng không? Nó bước qua cái sinh nha, rồi nó vô nó là nó nằm luôn. Nằm luôn, không nhúc nhích luôn. Nằm luôn là cứ đái cầu, là mình cứ làm cho nó đi đó. Mình mà mỗi lần nó đi vậy là mình phải tắm cho nó, rồi cái mình lao cho nó, cứ vậy đó ha. Con gái nói thôi mom, để cho nó đi ngủ đi. Mình nói không, mình sẽ lo cho con chó cho đến khi nào mà nó nhắm mắt thôi. Vì mình nghĩ là mình cứ nghĩ trong đầu mình, tại sao nó còn sống mà mình phải chích cho nó ngủ. Nhưng cái đó là cái chuyện thường tình thôi, mình phải hiểu như vậy. Cho nên nói về cái đó là mình không có chấp nhận đâu nha, mình nói thật á. Nhưng mà nếu mà mình nói như mình, mai mốt mình có chuyện gì đó, mình nói nếu mình đi, để cho mình đi, đi đừng có cứu mình nha. Mình nói với nhà mình rồi đó, nếu mà thấy rằng là không được nữa là cho mình đi, đừng có cứu ha. Rồi nói tiếp nha cô chú, thế thì con chó nó nằm trong đó, rồi con mình đi làm nè, thằng chồng nó cũng đi làm nè. Mình thấy con mắt của nó cứ mở ra, nó nhắm lại, nó mở ra, rồi nhắm lại, cứ nó tuôn nước mắt vậy nè, nó tuôn. Cái mình thấy không được rồi, mình mới nói với nó nữa. Mình nói nó bây giờ đó, mình đi ra ngoài cái sân nha. Tại con gái mình ở gặp hoặc mình nó có cái balcony đó. Mình nói thôi bây giờ ha, mình đi ra ngoài cái balcony nha. Mình ngồi ở ngoài đó ha, cho có cái nắng vô, cho nó khỏe một chút. Trời ơi, nó nghe lời mình đó cô chú. Nó ngồi dậy ha, nó cũng ngồi dậy. Mà mình nói một hơi nó mới chịu. Nó cứ mở mắt nó ngó mình, nó nhắm lại, nó mở mắt nó nhắm lại. Mình nước mắt nó cứ tuôn vậy nè. Cứ mình năn nỉ nó, mình nói nó đó. Cái nó ngồi dậy mà cũng ngồi từ từ. Cái nó bắt đầu đứng lên rồi. Mà cái người nó cứ lỡ lửng. Và con chó đâu có chó nhỏ đâu, chó nó lớn lắm đó. Cái nó bước đâu có nổi, là mình phải ẵm nó. Mình cố gắng mình ẵm nó nè. Cái mình kêu đi bước ra đi. Hoài mình ngồi đó mình nói hoài ha. Khi mình đi ra rồi mình đi vô, mình có chừng lắm mà. Tại vì con gái mình nó, con này nó chắc nó sẽ đi đó, nhưng mà không biết lúc nào thôi. Cho nên mình phải canh. Cái mình cứ đi ra vô. Cái mình mỗi lần mình đi vô, cái mình ngó nó vậy nè. Cái là nó mở mắt nó nhìn mình. Cái rồi cái nhắm mắt lại, cái nó rơi nước mắt. Mình thấy nó rơi nước mắt tuôn tuôn, cái mình lấy giấy mình lau cho nó luôn nha. Cái mình nói nó đó, mình nói chứ nếu mà muốn đi thì đi đi, mình không có buồn đâu. Mình nói nó vậy đó. Nào, mình cũng khóc theo nó luôn đó nha, tại vì mình giữ nó mà. Xong rồi đó, chứ mình nói nó vậy nè, mình nói thôi bây giờ đó, lách xịt, nó tên lách xịt, nó lách xịt. Bây giờ lách xịt ngồi dậy nổi không? Ngồi nổi đó, thì bây giờ lách xịt ráng nha. Sao ẩm lách xịt ra, mình đi ra ngoài cái balcony đó, nó có nắng đó. Mình ra đó mình nằm nha, cho nó có nắng ấm áp mình chút. Cái nó ngồi dậy cô chú, nó ngồi dậy nha, mà nó cũng ngồi từ từ, chứ không phải nó ngồi nhanh, nó còn từ từ. Mà nó bự, nó con chó là bự mà, nó con chó nhỏ đâu. Cái nó đứng mà nó đâu có bước ra được cái sinh đâu, nó đâu có bước ra được cái bồn tắm đâu. Mình nói đúng là bồn tắm nó không phải là bồn cao lắm đâu, nó dư sức ra vô. Hồi xưa tắm nó là nó nhảy ra nhảy vô như chơi vậy đó, mà nó dở cẳng lên ha, cẳng trước, rồi cái dở cái khiêm hai cẳng lên ra nè, còn hai cái cẳng sau của nó đâu có đi ra. Cái mình phải luồn tay vô, mình ôm nó, mình đẩy nó qua, cái là hai chân hai tay nó ra hết rồi. Cái nó đi mà nó đi tới đâu á ha,
là mình lót khăn tới đó luôn á, tại vì mình sợ nó đi ra, nó tiêu của nó đi ra đó, thì nó yếu lắm rồi, là mình lót khăn cái nó cứ đi theo. Mình nói nó nè, đi trên khăn nha, đừng có đi ở ngoài thảm không có được đâu, là nó đi 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 đi, đi nó ra tới cái balcony ha, mà cái balcony đó là mình đã lót sẵn hết cho nó rồi nha, chứ không phải nằm đại xuống đâu, mình không có làm như vậy đâu, nó nằm xuống ha. Trời ơi, nằm dễ thương lắm cô chú, mình diễn tả luôn ha. Nằm vậy, cái nằm vậy nè, nó nằm vậy nè, đó là vậy hết, cái mình vuốt vuốt nó vậy nè, mình vuốt nó vậy, rồi mình vuốt đầu nó vậy nè, đó, rồi mình nói chuyện đó, giờ nói muốn khóc luôn đó cô chú, nó muốn khóc luôn, nhớ nó đó. Con chó là boxer. Ồ, oh. Ông xã nó con chó nó là boxer. Con chó nó là boxer đó. Rồi vậy là nói tới boxer là mọi người lên lên Google gõ đi, con chó nó bự cỡ nào. Rồi cái nó ra nó nằm vậy đó, nó nằm cái cẳng nó vậy nè, cái mình vuốt nó, cái mình tâm sự với nó, mình nói đó, kiếp này đó đã là một con chó rồi, mà ở trong căn nhà này đó thì cũng đối xử với nó tốt rồi, không có làm cái gì với nó hết, vẫn thương nó, vẫn lo cho nó. Mình nói mình cũng lo cho nó rồi, thôi thì nếu mà thấy là không muốn nữa, không muốn sống nữa, muốn đi thì nhắm mắt lại đi đi. Còn nếu không á, thì cứ nằm đây, mình sẽ lo cho tới khi nào mà mình có thể. Mình cứ nói nó vậy đó ha, cái mình ngồi mình tâm sự với nó luôn. Mình nói á, được sinh ra làm kiếp người không phải là dễ, mà làm sinh ra làm một con chó, con mèo, bất cứ con gì cũng vậy, sống trong cuộc sống á, mình không có biết được là mình sẽ sống trong căn nhà nào, nhưng mà đã xong cuộc đời rồi thì cố gắng hết cái kiếp này mình trả hết rồi, hy vọng kiếp sau mình sẽ được tốt đẹp hơn, thôi đi đi. Mình nói ha, mà cô chú biết không, mình nói thiệt đó nha, mình nói tới đâu là nó tuôn nước mắt luôn, nó tuôn nước mắt, nó tuôn nước mắt này nè, giống như nó nghe, nó hiểu được mình nói, nó nghe. Chưa bao giờ mình thấy một con chó nào mà khóc kiểu như vậy ha. Rồi mình kể cái này mới là mình đáng sợ luôn nha ha. Người ta nói như vậy nè, đối với con người của mình á, trước khi ra đi đó, đối với con người mình á, khi mà sắp sửa ra đi đó là sẽ hấp hối, phải không, thở bao nhiêu lần thở nha, bao nhiêu lần thở, thì con chó nó y chang như vậy đó. Mình chưa bao giờ thấy, chứng kiến bất cứ một cái con chó, con mèo hay bất cứ con gì chết như thế nào, mà lần đầu tiên trong cuộc đời của mình thấy rõ ràng luôn. Nó cứ thở lên nè, thở xuống, thở lên, thở xuống, rồi cứ nó mở mắt nó ngó mình vậy nè, cứ mở mắt nó ngó mình rồi nó thở đúng 3 lần luôn, đúng 3 lần, y chang như con người mình thôi. Mình nói tại sao mình nói y chang, bởi mình là cái người chứng kiến má mình ra đi đó, mình nói thật. Hồi xưa giờ mình chưa bao giờ thấy một cái người, hồi xưa tới giờ mình chưa thấy người ta mắc như thế nào, chưa bao giờ chứng kiến. Nhưng mà mình là chứng kiến con chó nó đi, vì mình là cái người ngồi ngay đó. Đó, nó khóc ha, rồi nó cũng thở ha, đúng như vậy rồi là nó đi đó cô chú. Trời ơi hả, mình khóc quá trời khóc luôn, mình khóc còn hơn là cái gì trong cuộc đời của mình nữa. Bắt đầu mình gọi con mình nói nó đi rồi, nó đi rồi, là các con về tới, hai vợ chồng về tới. Nhưng mà Khê La là cháu ngoại của mình đó, không có dám nói với Khê La luôn. Trời ơi, Khê La nó thương lắm. Rồi hả, về nhà là tự gối góp nó, đưa nó đi tới một cái chỗ mấy người giữ chó đó thiêu. Trời ơi cô chú ơi, trong cuộc đời mình chưa thấy nha. Mình phải quấn con chó nó lại. Ba người mình, con gái mình với thằng rể của mình, nó ba người ẵm nó xuống với cầu thang đi xuống, bỏ vô trong cái trần, không có bỏ ghế trước được, rồi phải đắp mền cho nó, rồi đưa nó đi đến đó. Rồi người ta lấy đồ ra, người ta bỏ con chó lên, cái người ta nói bây giờ muốn vô như thế nào hay không, thì mình không vô nữa, mình nói không, mình không vô nó, mình đứng ở ngoài, thì con của mình đi vô. Cái mà mình cứ nghĩ nè, có phải tốt hơn là mình chích để cho nó ngủ không, hay là mình phải chứng kiến cái sự kiện như thế này. Đối với mình á, thà là để cho mình thấy nó như vậy đó, mình cho chọn cái gì mình có thể. Chứ mà kêu mà mình phải chấp nhận để cho mà ẵm con chó như vậy vô, cái chích cho con chó đi,
mọi người có mỗi cái cách suy nghĩ nha, mình là mình nói theo cách của mình nghĩ đó. Cho nên khi con chó nó đi rồi đó hả, đừng bao giờ nói chuyện với mình nuôi chó nữa. Có nhiều cái thành phần lắm. Hồi xưa mình cũng có nuôi chó, những con chó của mình á, mình nói như thế này nè, một con chó mà nó chết á hả, là mấy con chó kia nó cứ cào, nó giống như nó thiếu bạn, nó mắc bạn, nó cào, nó làm dữ dội lắm. Mình nói thật nha, nuôi chó là biết ha. Rồi xong rồi hả, nuôi không nổi thì mình phải gửi, mình có nhà cái mình phải bán nhà, mình phải gửi, bỏ con chó chạy mất tiêu đó. Cho nên mình nói không, nếu mà mình không giữ được chó là mình không bao giờ nuôi chó đó. Cho nên đó là cái con chó mà nó ra đi như vậy, mình chứng kiến nó ha, là như một cái gì đối với mình mãi bây giờ vẫn nhớ. Còn chó ngoại mình á, về nó hỏi ngoại lách xịt đâu rồi, cái mình nói vậy nè, lách xịt nó đi chơi rồi. Khi hỏi đi đâu chơi, cái mình nói đi Bà Ha Mà, tại vì gia đình mình có đi Bà Ha Mà. Cái nó đi Bà Ha Mà sao nó không đợi mình đi theo. Cái mình nói tại con phải đi học, lách xịt phải đi trước, mai mốt rồi mình đi qua đó mình thăm nó. Vậy đó cô chú, hỏi hoài, cứ mỗi lần hỏi là Bà Ha Mà. Nó hỏi nó sẽ đi Bà Ha Mà sao lâu quá không thấy về. Không bao giờ nói với nó là con lách xịt chết đâu nha. Trời ơi, không có được đâu, nó khóc kêu bằng thôi đó. Nhưng mà thời gian cũng rất là lâu luôn, phải nói thật cho nó nghe. Nhưng mà giải thích cho nó nghe thì cứ nói vậy nè, lách xịt đi heaven, đi lên heaven rồi. Thì bắt đầu nó mới ok. Tới bây giờ là nó nhớ là con lách xịt đi lên heaven. Sẵn đây mình kể cái này cho cô chú nghe. Cháu ngoại mình cách đây khoảng một tuần lễ, vô tư lắm, vô tư lắm. Nhưng mà cái đó là đối với mình không có gì cả. Hỏi nè, hai bà cháu ngồi ăn cơm hỏi ngoại, ngoại nếu mai mốt ngoại chết đi rồi đó, ngoại có đi gặp bà cố không, là má của mình đó. Cái mình ngồi mình ngó mình nói chứ ngoại đâu có biết đâu, ngoại chưa đi sao ngoại biết. Nhưng mà đâu biết bà cố đâu mà tìm. Cái mình nói thôi đợi ngoại đi, mai mốt ngoại chết rồi đó, rồi ngoại kiếm được bà cố rồi bà ngoại báo cho con biết. Nó nói nhưng làm sao ngoại báo cho con biết, nó nói ngoại đâu có biết, để ngoại chưa chết đó. Cô chú, mấy đứa nhỏ nó vô tư lắm, bây giờ nó mười mấy tuổi rồi, nhưng mà những cái lời nói của nó nhiều khi nó không có hiểu là câu nói đó nó hỏi như thế nào. Rồi mình cũng thét qua cho nguyên cái group chat gia đình, ai cũng cười quá trời cười, mấy người cũng trả lời giống mình thôi, để tao chết thì tao trả lời đó ha cô chú ha. Nhưng mà đối với người cũng như những con thú mình nuôi đó, con gì cũng vậy, nó rất là thương đó, cho nên không có nuôi nữa, không có nuôi cái gì. Bây giờ hai chồng mình là ông xã mình nói hoài à, mua con chó về đi chơi cho mình đi làm về ha. Nó thấy mình đó nó mừng lắm, con chó đó mình nói thật. Con gái mình nè đó, rồi lại nuôi chó, mua chó, mỗi lần nó mua chó là mình la nó, nói hồi xưa nó con chó kia nó như thế nào có nhớ hay không. Mình là cái người phải chịu đựng, nó đâu có thời gian, nó phải đi làm. Ok ok không sao đó, bây giờ cũng vậy đó. Con chó mỗi gì nó đi về mom lo giùm, mom cho con gửi con chó để mình nói no. Nếu mình không bao giờ nói no với con mình đâu đó. Cho nên mình nói rồi, chứng kiến một lần không muốn chứng kiến lần thứ hai. Có nghĩa là một con chó nó ra đi, nếu mà mình giữ nó mà mình thấy được cái mà mình đã thấy, không khác gì con người đâu. Mình nói thật lòng luôn đó. Cho nên hôm nay là một câu chuyện mà mình kể, ngồi đây mình kể cho mọi người nghe chuyện của hai con chó. Bây giờ bạn mình cũng có con chó đó, bây giờ mắc nợ đúng không? Con vợ á, chịu không nổi phải qua cái phòng khác ngủ, mình chọc hoài ha. Mua nhà rồi giận chó vậy đó là sao? Đâu biết, đâu biết đâu. Nhưng mà chồng muốn thì chồng phải lo đi, không biết đâu, làm gì đó làm. Đó là một câu chuyện hai con chó. Thì mong rằng mọi người hiểu rằng là mình nuôi bất cứ con gì cũng vậy, mình sẽ thương nó lắm, phải không? Chứ đừng nói chi là con người. Tạm biệt cô chú nha. Hẹn lại video ngày mai. Bye bye. Trong cuộc sống của mình, nhiều lúc nghĩ lại cái quá khứ sao quá là nhiều. Nhiều chuyện mình gặp, nhiều chuyện không có may mắn, nhiều chuyện mình không biết phải xử như thế nào. Nhưng cái gì mình còn nhớ và cái gì mình muốn quên đi, mãi mãi sẽ không quên được cái chọn lựa, cái buông bỏ, cái giữ lại thì đều là cái mình không muốn. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười.
Nếu như vô tình xem được cái video của Hồng, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi ngày đọc và hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.